Rồi các bác, thì đây là cái video so sánh giữa con V60 và con SH2 cộng. Thì thực ra thì cũng chả có gì so sánh đâu, nhưng mà tiện có hai máy đây thì em so sánh thôi để biết được là cái LG đang ở cái đẳng cấp nào thôi. Thì cái hai cái máy này em đang đều để là auto hết nha các bác, và tắt HDR ở chế độ 1080 60fps nhé. Đây, em đang đi bộ ở cái con đường này cũng khá đẹp các bạn, có cả hoa hết các thứ. Cái con này màu vàng nhá, vàng xịn luôn đấy. Đấy, như cái màu vàng này ấy, thì em thấy lại con ở trên màn hình thôi nhá. Ở trên màn hình ấy thì cái con V60 nó thì thể hiện cái màu vàng nó tốt hơn, nó giống với thực tế hơn ấy. Còn con S22 cộng ấy thì nó lại kiểu nó vàng nó sậm hơn ấy các bác. Đây, em đang nói ở trên màn hình thôi nhá các bác. Đó. Các bác. Rồi. Sẽ đi tiếp đến cái bông hoa khác xem nào. Đây. Đây như cái loại gì, hoa gì em quên sửa tên nữa rồi. Đây các bác, thì ở cái bông hoa này ấy, em cũng thấy thế thôi. Ở bông hoa này nếu mà nhìn trên màn hình thì đúng là cái con V60 nó vẫn cho cái màu nó tươi, màu nó tươi, cái màu đỏ đỏ ấy, nó tươi giống cái thực tế hơn. Còn con S22 cộng ấy, thì nó lại hơi sẫm hơn ấy, màu đỏ hơi sẫm hơn ấy. Thế là cái thực tế em nhìn trên cái màn hình thôi nha các bác. Thế nên là nó em cũng không thể nào mà. Rồi, tại vì cơ bản là ở hai cái màn hình này ấy, em thấy là cái việc mà cái màn hình của Samsung từ bao đời nay ấy, nó vẫn cứ hơi ám vàng hơn so với những hãng khác ấy, thì cho các bạn cũng thử hiểu. Đấy, thử chạy tí xem thế nào các bạn. Đây, chạy đây. Thì cái việc chống rung ấy, em thấy là trên màn hình ấy, em cũng thấy là cái con S22 cộng nó chống rung tốt hơn rất là nhiều. Đấy, chỗ này đẹp phết các bạn. Biết có đưa có lội qua được chỗ kia không? Có nước non đàng hoàng luôn. Ôi không qua được các bạn. Ôi không qua được. Có nước nhưng không có cá các bạn. Không có cá. Không có cá luôn. Rồi ok, có khi phải quay lại cái chỗ bông hoa nào khác thôi. Xem cái chi tiết của cái vòi phun này xem thế nào nào. Cái vòi phun ở đấy, con V60 có vẻ là nó lấy nét chậm hơn. Đấy, như cả cái ngay cả cái tán cây này các bác, tán cây này nó cái con S2 nó cũng đẩy cái màu vàng nó hơi vàng hơi sậm hơn ý, kiểu thế. Rồi em thấy kia có một cái bông hoa màu đỏ màu hồng gì đấy. Đấy, qua đây luôn xem thế nào nào. Đây có một bông hoa màu, nói chung là cái màu này là màu đỏ cam ý các bác. Đấy. Thì thực ra là trên màn hình em vẫn thấy là cái con V60 nó cho cái màu nó tốt hơn. Đây trên màn hình thôi. Đấy, ok. Em sẽ đi tiếp một cái chỗ nữa. Đây có một mớ cái bông hoa nữa đây này. Bây giờ chỗ này toàn có bông hoa màu đỏ với màu vàng thôi. Chả hiểu là nó có cái gì nữa không. Đây. Thì đây có sẽ có một số cái bông hoa màu khác nữa. Đây thử bông hoa là đẹp nhất này. Đây. Đó, thì đây là cái bông hoa màu đỏ chót luôn nha các bác. Đỏ chót luôn đấy. Đấy, đỏ chót thì đúng là cái con V60 nó vẫn cho cái màu đỏ chót hơn thật. Còn cái con SH2 thì nó lại đỏ sẫm hơn. Đấy. Đấy, trên cái màn hình thôi. Còn tí nữa em ghép lại em cũng chưa biết được. Đây có một cái khu mà nói chung là khu này khá đẹp các bác. Chỗ kia có màu trắng các bạn, tí phải lại chỗ màu trắng nữa. Là cái đám lá màu đỏ mận thì phải. Đấy. Em sẽ chạy lại cái đá cái màu trắng kia mới được các bạn. Đấy. Đây các bác, đây là cái bông hoa màu trắng toát luôn nhé các bác. Thì cái màu trắng này ấy, như em đang nhìn ở trên màn hình thôi nhé, em đang nói đang nhìn trên màn hình điện thoại đấy nhé. Thì cái con V60 cảm giác như kiểu bị cháy sáng hơn một chút đấy. Còn con S22 cảm giác nó lại không thấy chi tiết bằng đấy các bác, em không hiểu sao tại sao nó không chi tiết bằng. Còn con V60 em cảm giác là nó vẫn đúng cái màu hơn. Hay con S22 này nó nét ở đâu ấy. Được rồi, nói chung là cũng được. Rồi ok các bác, thì đây là cái video sau em thử chuyển sang cắm trước xem thế nào nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái cắm trước
của hai con V60 và con SH2+, thì em cũng đang để nó là 1080 hết nha các bác. Và em thấy đang đi hơi ngược sáng chút, không biết ngược sáng hay là không, xuôi sáng nữa. Đây mới là xuôi sáng này. Đấy. Thì cơ bản là cái góc của cái con 22 ấy, 22 cộng ấy, nó to hơn chút, nó rộng hơn chút các bạn, dẫn đến là cái khung hình của con V60 nó sẽ trông nó to hơn. Chứ thực ra đang để chế độ mặc định hết đấy nhá, auto hết. Đấy. Các bác phải đi hơi xa rồi đấy, hơi bị xa cái xe, sợ mất xe quá. Đấy. Tán cây cái thứ đây. Nói chung là có mấy bác bảo vệ chắc là chăm sóc cây khu này cứ nhìn mình, chắc là sợ mình chôm chỉa gì đây hoặc là phá hoại gì đây. Thôi thông cảm thôi, biết sao được. Đấy. Ở găm trước này thì khỏi cần phải là chạy nhảy cho nó mệt nha, tại vì chống rung cắm trước thì các bác cũng biết rồi đấy, nó có tác dụng gì đâu. Nói thật với các bác là nếu mà kể ra về quay phim ấy thì con V60 nó cũng chả đến nỗi tệ lắm đâu các bác, nó cũng rất là ngon luôn ấy, không phải đùa đâu. À, vào cái chỗ khu đen đen xấu xấu này là xem cái tán cây này xem như thế nào. Đây các bác. Rồi ok các bác, thì đây chỉ là cái clip mà em làm cho nó vui thôi. Cũng hy vọng là buổi tối nào đó nó sẽ rảnh rảnh một chút để em đi vào buổi tối nữa. Chứ còn ban ngày thì em thấy là những cái con máy flagship bây giờ nó đều khá là tốt rồi các bác. Chứ còn quan trọng là bây giờ nó phải chụp đêm, quay đêm xem nó thế nào. Thì hy vọng là lúc nào rảnh rỗi em sẽ làm một clip về ban đêm nữa. Rồi ok, chào các bác nhé.